Alo, Rồi, giờ mới alo, có. alo, Hello. chào chào thầy, chào cả lớp ạ. Thầy cho hỏi tí được không ạ? Dạ, cô hỏi đi cô. À, lần trước là cái chỗ tôi không thể nghe được cái gì, xong rồi là cái sau đó có nghe lại băng nhưng mà nó mất một đoạn, thì thầy có thể dịch lại cái câu tạm ngữ số 1 được không ạ? Còn những câu khác thì cũng có thể tự ấy được. Câu gì mà lửa với khói ấy? Đây không ạ? À? Cô này đây không ạ? Vâng ạ. Có phải là khói, từ khói ở, hiểu hiểu nghĩa tức là khói ở quê hương thì sáng lên lửa, chỗ không phải chỗ quê hương đúng không? Rồi con. Thế nhưng mà ý nghĩa là thế nào? Thì cái gì ở quê mình nó cũng tốt hơn. Người ta nói đứt khách quê chợ thế thôi, nếu là khói thì làm sao nó sáng hơn lửa được. Khói là khói, lửa là lửa, lửa thì nó phải sáng, như khói thì nó chỉ trắng trắng thôi, làm sao nó sáng được. Nhà dịch thế là đúng không chị ạ? Rồi. Vâng, cảm ơn thầy. Cho cô tiếp. Chào thầy, chào các bạn. Mình cái pháp cú trước ha, pháp cú trước. Đây, rồi hôm nay mình qua cái phẩm thứ ba của pháp cú phẩm tâm. Rồi. Đây, đây. Quan đã năng. Chá ba lần chích tăng. Đu rác khăn. Đu ní hòa ra dần. Ú trùng cá rô tí. Mê pha quy. Ú xú cá rô quá. Tê chá năng. Đây, đây, số còn dạy. Đây. Dạ thưa thầy Hạ Nguyễn, tại có gì sai thầy sửa thầy. Dạ, Thứ nhất là cái câu phan đá năng chá pa lăng chít tăng. Câu này thì chích tăng là chủ ngữ, rồi. chủ chủ cách, dạ chủ cách là chủ cách. Phan đá năng thì có nghĩa là nó là danh từ trung tính, có nghĩa là chao đảo, có sao động. Chá pá lăng là tính từ, có nghĩa là hay thay đổi. Thì phan đá năng chá pá lăng chích tăng là tâm tâm mà sao động và hay thay đổi, tâm sao động hay thay đổi. Đu rắc khăn, đun ní quá rá dăng. Tu rắc khăn là tính từ. Đu rắc khăn là ở trực Bồ Tát, có nghĩa là khó khó phòng hộ, chứ đú là khó khó phòng hộ. Đu rắc khăn là khó
rắc khăn là khó phòng hộ, còn đú ní quá rá văn, đú ní qua rá văn là cũng là tính từ thể hiện với nghĩa là khó có thể ngăn cản, khó ngăn cản. Thì cái câu phá đá năng cha pa lăng chích tăng đu rắc khăn đu ní qua rá văn có nghĩa là tâm sao động hay thay đổi thì khó hộ trì, khó thì khó ngăn chặn, khó khó canh phòng. Ú chung ca rô tí mê tha quý, mê tha quý. Ú chung ca rô tí mê tha quý. Mê tha quý là người sáng suốt, người có trí, người có trí tuệ. Có là... hả, không biết cá rô tí. Cá rô tí là động từ, cá rô tí là làm. Ú chú là ú chung là được ngay thẳng, là một cách ngay thẳng, là tính từ. Thì nguyên cái câu này là có nghĩa là ú sú ca rô là cái người thợ làm tên. Quá là ý quá là như là, tựa như là. Tê giá năng là cây tên. Dạ. Yeah. Thì cái câu này có nghĩa là tâm sao động hay thay đổi thì khó hộ trì, khó ngăn chặn. Người sáng suốt làm cho tâm được ngay thẳng, tựa như là thợ làm tên uống thẳng cây tên. Yeah. Tức là lúc này cô đọc như vậy, ở đây hai dòng này là cô phân thành hai câu đúng không? Cái câu này thì là cái câu đầu á là một câu. Câu sau là hai cái tiểu câu này là một, tức là hai câu á, phân hai câu của thầy. Cái cách phân hai câu này là ở trong cuốn của sư Đức Hiền là theo cách này hả cô, hay là như thế nào? Dạ không, câu này á thì thực sự ra là cũng có thể là phân hai câu theo cái cách là ngang cái chữ Medawi á thầy, trở lên á là một câu. Còn cái ở dưới á, không, phân như vậy thì nó không có hợp lý bằng phân là cái câu đầu mà mô tả cái tâm mà nó hay dao động, nó hay răng xăng, nó hay gì đó. Nó hay thay đổi á, hay trao đạo khó hộ trì á, thì ngăn chặn khó hộ trì. Còn cái người sáng suốt thì làm cho tâm được ngay thẳng, thì tựa như mũi tên, là tựa như cái người làm tên mà uống thẳng cái tên đó. Thì phân làm hai câu theo kiểu đó thì nó dễ hơn. Dạ, nó có lý hơn. Chứ sư thì sư không có phân. Sư đâu có phân đâu, sư biết dấu phẩy. Sư dưới dấu phẩy mà cô mình động vô mình sẽ thấy cái đầu mối không? Tại vì chắc chắn mình thấy là hai câu rõ ràng. Dạ, hai câu. Hai câu. Đọc cô, vô mình sẽ thấy là hai câu. Cô đọc giùm thầy cái câu dịch. Dạ. Cô đọc giùm thầy cái câu dịch. Câu dịch của sư. Dạ, câu dịch của sư là
Tâm trao đạo thay đổi khó hộ trì, khó ngăn chặn. Người sáng suốt làm cho tâm được ngay thẳng, tợ như thợ làm tên uống thẳng cây tên. Rồi rồi. Đó thì sư cũng phân hai câu, sư phân hai câu. Dạ hai câu. Sư phân hai câu nhưng sư không có phân như cô. Cái cách của cô là quan đa năng với ca ba lăng là tính từ bổ nghĩa trực tiếp cho chức tăng đúng không? Dạ đúng. Nguyên cái cụm này nè, nó là A. Rồi nguyên cái này nè, nó mới lại là B, là mới thành cấu trúc câu. Dạ đúng lập. Rồi, nó là B. Còn cái của sư là chức tăng là A. Còn tất cả những cái đầu là mô, mô tả tâm. Tất cả những cái này đều là tính từ, mới là bổ nghĩa hết. Thì mới thành là A-O-T-B. Đấy là từ bộ nghĩa hết. A-O-T-B. Tức là đều là cách của cô và cách của sư là đều là A-O-T-B hết. Nhưng mà nó khác nhau với chỗ phân định cái gì là A, cái gì là B. Dạ. Yeah. Theo như Hà Nguyễn Hiệu á, thì thầy nói đúng á, Hà Nguyễn Hiệu theo cái kiểu mà cái A hoặc tí B, cái B của ở bên Hà Nguyễn Hiệu là cái chuyện là cái một đoạn là khó hộ trì, khó ngăn chặn thôi. Rồi cái câu sau nữa đó là mới mô tả cái người trí á, dạ, mới người mô tả cái người trí á, thì người trí sáng suốt thì làm cho cái tâm ngay thẳng, nó tránh khỏi cái tình trạng tâm như phía trên á, như là cái người tựa như là cái người 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 uống tên, người uống tên làm thẳng cái tên. Bây giờ cái dòng dưới mình bỏ qua đây, mình bàn cái dòng trên để thôi nó lộn, để thôi nó lộn. Mấy giờ thầy nói cái A-O tiếng B là chỉ bàn về cái dòng trên thôi. cái bàn hết. Yeah. Để không lộn, không liên quan tới cái dưới, nha, không liên quan tới cái dưới đâu. Bây giờ chỉ bàn. Dạ, thì Hà Nguyễn cũng hiểu là cái A hô tí B là chỉ có dòng trên thôi. Rồi, dòng trên thôi. Bây giờ cái cách phân của cô về ngữ pháp thì nó không có sai, bởi vì cái công thức A hô tí B thì mình đã biết rồi, cái động từ hô tí nó có thể nó được giản lược đi. Thành ra nó không có cái hô tí ở trong đây, mà thật ra nó có hô tí trong đây nó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì mình đã hiểu rồi là trong đức A hô tí B thì cả A và B nó đều ở chủ cách hết. À. Và với cái dòng này nó dài vậy, tức là đây là công thức mở rộng. A hô tí B là công thức mở rộng. Thì A có thể là một danh từ thôi, một danh từ thôi, tức là single noun, mà A có thể là một cụm danh từ. Tức là một danh từ mà có từ khác bổ nghĩa cho nó. Mà ở đây thì số lượng tính từ nó quá nhiều. Cho nên là sẽ không có cái cách nào để mà biết được A là trong trong dòng này là một danh từ thôi, hay là một cụm danh từ. Nó có cách nào biến hết. Nên bây giờ chỉ xét cái nghĩa thôi, chỉ xét cái nghĩa thôi. Cái cách của cô thì về ngữ pháp nó không sai, thì về ngữ pháp nó không có cách gì nữa, nó xác định hết. Còn về nghĩa đó thì cái cách của thường cái cách của sư Đức Hiền đó, nó sẽ hợp cái giáo lý hơn. Bởi vì như thế này là cô, là khi mà nói đến tâm á, đây khi nói đến tâm chung đó, là tâm của con người bình thường đó, nó chưa phải là các bậc thánh, chưa phải là A La Hán, thì thường là tâm là đương nhiên là nó phải dao động, nó phải không có vững vàng, nó phải khó phòng hộ, nó phải khó phải khó. Khó chế ngự. Thì thường hãy nói tới bản bản chất tâm là đều như vậy hết, đều như vậy hết.
Khi mà mình nói là cái tâm mà nó dao động rồi nó không có vững vàng đó, thì nó khó canh chừng, nó khó phòng hộ. Thì cũng đúng, thì cũng đúng chứ không sai, nhưng mà nó có nghĩa là hễ cái tâm nào mà dao động á thì cái tâm nó khó phòng hộ thôi, còn tâm mà không dao động thì sẽ dễ phòng hộ. Thì cái đó đúng chứ không sai, nhưng mà cái tâm mà không dao động là chỉ có tâm của các bậc thánh thôi, tức là bậc thánh A-la-hán. Đó là bậc thánh A-la-hán. Còn 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 như giáo lý mình là thường là đặt trong bối cảnh là nói tới tâm là hiểu ngay, hiểu ngay là tâm của hầm khung, thì đương nhiên là nó phải dao cho nên theo thầy thì cái cách cư xử thiền nó ok hơn, thầy là như vậy chứ thầy. Còn còn sâu hơn thì cái này cô có thể tìm hiểu thêm cái bối cảnh của cái đoạn cái tích truyện này xem nó như thế nào. Dạ, Tức là cảm ơn tới đây thầy. thì thầy thấy như thầy cảm thấy như vậy, theo cái thầy hiểu nó là như vậy, nhưng mà bây giờ ví dụ cô tìm ra cái gì đó cô chứng minh cho cái cách của cô nó vững chắc hơn thì ok cô cứ mang qua đây bàn bình thường, không có gì hết. Cái cách của mình là như Dạ, vậy, cảm ơn thầy ạ. không có tuyệt hóa là đúng sai như thế nào, tức là ở đây nói chuyện ở thời điểm này thôi, với cái thông tin này thì biết là cái gì. Còn 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 sau này phát hiện cái gì đó có cái bằng chứng gì đó mới thì mình mang vào mình cùng xem, cái đó nó ok hơn thì mình đổi sang cái đó. Còn như ở đây thì ngài 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 Ananda Du Tí với cái cách ngài dịch ở đây á, thì rõ ràng là ngài không có theo cô, ngài cũng không có theo sư Đức Hiền, mà ngài gom hai cái dòng này lại thành một câu thôi, thành một câu duy nhất thôi. À, thành một câu duy nhất. À, nói cho chặt chẽ thì cái Usu Caro ha, Dê Tê Gia Năng ở đây đó, cái này nè nó cũng thành một câu, nhưng mà thôi nó chỉ là cái sự so sánh mình bỏ qua, mình không tính nó là một câu, tôi cho qua luôn. Thì như lại còn lại ở đây coi như là một câu. À, cái câu đó nó kéo dài từ đây nè, từ trên dòng 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 đây, từ Phan Đá Năng kéo xuống dưới đây. À, với cái cách dịch của ngài, tức là cái cách này thì có một câu thôi, thì một động từ là cá rô tí ở đây, tức là bậc trí làm cho cái tâm dao động không vững vàng, khó canh gác, khó chế ngự được ngay thẳng, là ngài kéo một mặt như vậy, ngài kéo xuống luôn. Được không cô nắm cái ý đó không? Dạ, nắm, dạ nắm. Dạ, rồi. Thì đây với cái bản tiếng Anh của ngài nó cho thấy là ngài ngài xem cái cấu trúc câu này nó là gì. Còn cái yếu su caro với tê giá năng đó, à, yếu su caro với tê giá năng đó là yếu su caro là cái người mà nắng tên, uống tên, tê giá năng là cái cây tên. À, thì yếu su caro là chủ cấp, tê giá năng nó là trực bộ cấp. À, thì đây nó giản lược đi cái động từ caro tí, và nó giản lược đi cái tính từ uống chung ở đây luôn. À, tức là giống như cái người uống tên mà uống thẳng làm cho cái cây tên nó thẳng. À, thì Bali nó sẽ giản lược vậy luôn, mình học mình nhớ cái đó rồi, cái nguyên tắc giản lược rồi. Giống như người uống tên và cây tên. À, có nghĩa là giống như người uống tên làm cho cây tên được thẳng. Có nghĩa là nó giản lược đi ha. Cái chú số 1 của ngài thì ngài chỉ nói là ở trong trong suốt cái chương này, ở trong suốt cái phẩm thứ ba này đó, thì cái chữ tá, cái danh từ chữ tá là tâm đó, thì nó luôn luôn được dùng ở ở số ít. À, và nó có nghĩa là tâm, chữ tá có nghĩa là tâm.
À, còn nghe nói một số bản dịch khác á, bản dịch tiếng Anh á, thì nó dùng cái chữ thought số nhiều. À, chữ thought này hay dịch là tư duy, tư tưởng. À, mà lại là số nhiều nữa thì ngài nói như vậy nó không có hợp lý lắm. À, đây còn ai thắc mắc gì về cái bài 1 không? Bài thơ thứ nhất. Rồi, cái bài thứ hai ha. Wari cho quá Hale Kipto Okamo Kata Ukpato Wari Phan Đá Tí Đăng Chích Tăng Bà Rá Thị Dân Bà Hà Tá Quê. Rồi, này, để nó dịch được. Rồi mời cô. Dạ, kính thưa sư thầy và các lớp ạ. Cái câu đầu á là Vario và Thale Kitto. Thì chữ Vario trong đây Om Okappa Uppato. Thì cái câu đầu là có Vario là chủ cách. Kitto với Uppato là một tính từ, đó là quá khứ phân từ. Ừ. Tha lê là vị trí, nó bổ nghĩa cho chị tô. Ô cam mô khát ta bổ nghĩa cho úc bát tô. Rồi. Giống như cá đã bị bỏ lên bờ, đã bị vớt ra khỏi nước. Câu đầu là dịch vụ. Rồi ba rí phăng đá đít tăng. Đá tiết đăng chích tăng. Thì ba rí phăng đá tí đăng đó là mình tách ra chữ ba rí phăng đá tí là một cái đại từ chỉ định bổ nghĩa cho chữ chích tăng. Chích tăng ở đây là tách, giống như cá đã bị vớt lên khỏi bờ, lên bờ đã bị vớt ra khỏi nước, tâm này dạy dụa để thoát khỏi. Má ra đi dần, ta hà ta về, thoát khỏi cảnh giới ma vương. Để thoát khỏi cảnh giới ma vương. Thưa thầy, ở đây cái chữ ba ha ta về đó là động từ hả thầy hả? Ba ha ta về. Ba ha đây dân là trực bổ cách bổ nghĩa cho nó. Rồi. Đi đến ra khỏi. Mà trong này sư Đức Hiền đó thưa thầy. Trong này sư Đức Hiền nói là cái ba ha tá quê này là động từ nguyên mẫu. Dạ, ba ha tá quê là động từ nguyên mẫu. Vậy thì cái dòng dưới cũng có nghĩa đọc lại cái ý này là tâm này dùng dãy như sao nữa? Để thoát khỏi cảnh giới ma vương. À, để thoát khỏi cảnh giới ma vương. Để thoát khỏi là động từ nguyên mẫu, cái ý của nó là động từ nguyên mẫu. Cái Okamo Kappa ở đây cô không thích như nào cái từ này, cái cụm này. Oka Okata. Cái đó hai cái từ đó đều là
là nước, cái okappa đó là một cái trạng từ đó thầy, nó giống như là một cái xuất xứ cách. Nó là trạng từ đó thầy, hai cái nó gom vô là trạng từ. Được vớt lên. Cái vario với kitto với upato, mấy cái đó liên quan với nhau á thầy, ba từ đó liên quan với nhau. Bỏ nghĩa đi nha. Con cá nó bị bỏ lên, bị vớt lên, quăng lên. Vậy upato có nghĩa là gì? Upato là vớt lên hả? Dạ vớt lên, đã được vớt lên, đã bị vớt lên. Đó là quá khứ phân tử á thầy hả? Đây thì thầy không tra được nè, ở tòa điển mình đâu có tra được đâu. Ô cá mô cát tô là ra ngoài, ra ngoài cái nơi mà trú ngụ của nó là ra ngoài thủy giới. Ô cá tô á. Ô cá tô là từ nơi cư trú, từ nơi cư trú của nó. Ô cá tô là từ khỏi mặt nước. Upato là được vớt lên. Upato là được vớt lên. Cái surface của nó là chữ up đó thầy. Bị kéo ra, bị kéo lên. Bị kéo lên, vớt lên, bị đánh lên. Được vớt lên. Còn ô cá thầy, ô cá đó, ô cá là danh từ trung tính, cái đó là nước đó thầy. Đúng rồi đó nè. Ô cá đó là nước, còn nhưng mà đối với cái người, con người đó, thì lại là nhà, cái nơi cư trú. Đối với những cái người mà. Rồi cái ô cá tá đây, vậy là cái ô cá tá đây là cái cách dùng đặc ngữ đặc biệt. Không có cái ô cá tá này. Đúng rồi. Và đi phần đợt ý là dùng dãy đúng không? Dạ đúng, dãy dùa, vùng vẫy. Ba, hà, ba quê. Đó, ba hà ta quê đây thì từ điển có ghi. Từ điển này như từ điển của Nhật. Mẫu nhưng mà có nghĩa gì? Bị nó đồng từ nguyên mẫu của bá chá hà tí là chá hà tí là thoát khỏi, từ bỏ cái địa phận mà nó thì nói chung cái ngữ pháp thì nó cũng tương đối là nó xuôi. Ngài Anh Đà Sư Tý thì trong cái chú thích số 3 ở đây là ngài nói là ngữ pháp đây nó không rõ. Cái từ vựng á thì phải thêm vô những cái một số cái từ khác để mà mới thấy rõ cái nghĩa. Ngài dẫn ra một số cái bản dịch của các vị khác.
Thì thầy thấy là ngữ pháp thì rõ chứ đâu có gì không rõ, thầy theo thầy thì ngữ pháp cũng rõ, nó không có gì không rõ. Cái nghĩa nó thì không rõ, thầy thấy cái nghĩa nó không rõ. Mọi người thấy cái nghĩa nó rõ không? Thầy thấy cái nghĩa nó không rõ. Không hiểu, khó hiểu, rất khó hiểu. Cái chỗ, dạ thưa thầy, cái chỗ mà mấy cái cụm từ mà ma rá thay văn á thầy. Dạ. Thầy giảng lại cái chỗ đó thì gì? Cái thay văn là nó cũng giống như là khả năng cách vậy đó. Không, thay giá đây nó là danh từ. Nó thay giá là danh từ luôn á thầy. Nó là danh từ. Và cảnh giới. Dạ. Dạ. Tức là cô nhìn nó giống cái hình dạng, nó giống như là động từ cầu khiến cách thôi, nhưng mà nó là danh từ chứ nó không liên quan gì tới động từ cầu khiến cách cả. Dạ. Yeah. Nó không liên quan gì, nó chỉ giống như hình dạng. Thầy nói là danh từ, đúng rồi. In the realm of under the sway of power of. Cái nghĩa này nó không rõ. Rồi, mọi người hiểu thì như thế nào? Mọi người có thấy rõ hay không? Rồi mọi người hiểu như thế nào? Thì cái cảnh giới ma vương này là cảnh giới của tham sân si á thầy. Đúng rồi. Tại vì nó cô động quá nên ra là mình phải suy nghĩ. Con cá mà nó bị ném lên bờ, nó khỏi nước á, thì nó cũng giống như cái tâm của mình nó dậy dụa, nhưng mà nó không có nói lên được cái ý, mà giống như cái khúc mà ném ra khỏi cái tâm mình đang dậy dụa để thoát khỏi cái cảnh giới ma vương. Thì con cá nó thoát khỏi cái gì? Con cá thì nó ở dưới nước mà giờ bị ném lên bờ là nó đau khổ nó tối đớn. Nó không phải là cái môi trường sống của nó, mà coi như nó bị bứt ra khỏi cái môi trường sống thì nó sẽ là chịu rất là nhiều đau khổ, mà đương nhiên nó sẽ đi đến cái sự chết thôi. Cũng giống như mình, mà tâm mình mà nếu như mà ở cảnh giới ma vương là cảnh giới tham sân si, thì cuối cùng mình cũng có một cái hậu quả cũng là không bi thương, cũng như là giống như là có cái ví dụ vậy đó. Không, giống như con cá mà nó bị tan thương như vậy á. Cái tâm mình nó dậy dụa thì nó thoát ra khỏi được cái đó, còn con cá nó dậy dụa thì nó làm sao? Tâm mình không hề thề thoát, nếu như mà mình không tu tập mình cũng không hề thoát. Nên cái câu này nó hơi tới tối. Và như thế này cô Hảo, ở đây cái câu này ở dưới nó có nghĩa là tâm này dãy dụa để thoát khỏi cảnh giới ma vương. Dãy dụa nó thoát cái gì? Thoát khỏi tầm cảnh giới thì nó bị, nhưng mà trong sư Đức Hiền thì sư dịch thì mình thấy là nó sẽ có cái nghĩa nó thoáng hơn. Cái gì? Là dãy dụa hầu thoát khỏi tầm khống chế của ma vương. Đúng rồi. Nếu như mà mình dịch đúng cái tầm khống chế mà, tức là ở đây mình hiểu gì? Hãy mà anh muốn ở lại ma vương thì anh không có chuyện dãy dụa hết. Dạ đúng rồi. Còn anh muốn thoát khỏi cái đó thì cái chuyện dãy dụa nó mới xảy ra. Bây giờ anh liên hệ con cá ở dưới nước, nó không có gì dãy dụa, nó lên bờ nó không có dãy dụa. Tức là ma dương ở đây, mình hiểu ma dương là cái nhà của mình đây nè. Mình hiểu là cảnh giới ma dương là mình, tức là tâm mình ở cảnh ma dương là hưởng thụ, là rất là sung sướng, cảm thấy rất là hài lòng, không có xung đột gì hết. Còn khi mình muốn tu muốn thoát khỏi nó là tâm mình nó mới xung động, nó mới đủ cái chuyện á. Để bình thường ăn chơi xả láng con trâu, bây giờ giữ giới mới thấy ngột ngạt khó chịu, ví dụ vậy. Thì đó là một cái hướng để mà hiểu này, thì dựa theo cái logic này chỉ có thể hiểu như vậy, mà thấy cái đó nó không có thỏa đáng lắm.
Thầy thấy cái đó cũng đúng, nhưng mà thầy nghĩ theo kinh nghiệm thầy, theo giáo lý truyền thống bình thường không có mà diễn đạt theo hướng vậy đâu. Cái hướng tức là khi mà mình tu thì mình sẽ gặp những cái xung đột nhất định. À, đâu phải là tại vì mình tu là mình phải phải chế ngự, bởi vậy mới dùng cái từ tu túc, cái từ tự chế là như vậy, chứ đâu phải phải gọi là tự chế, mà là chắc chắn nó có cái lực của cái sự tinh tấn, cái sự mà đè nén ở trong đó. Nó thì mình không có xuôi theo hưởng thụ nữa, chứ đâu thể nào mà mình an ổn được. Mình tham cái này mình tham cái kia, mà mình nhớ giới, mình nhớ mình giữ giới, mình quyết mình không làm theo, thì cái đó lúc đó tâm mình nó cũng 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 xao động, chứ đâu đâu thể nào mà an bình được. Thì cái đó cũng đúng, thầy nghĩ không có không có truyền thống, mình không có vấn đề như vậy. Cái vấn đề ở đây đó là nó có liên quan tới cái câu chuyện liên quan đến cái chú giải của cái câu pháp cú này, cho nên nếu mà quý vị chịu khó đọc á, thì nó cũng không có tới mức mà nó khó hiểu. Có nghĩa là của một cái vị tỳ kheo á, xin xin độc cư ở trong rừng, xin độc cư ở trong rừng, nhưng mà Đức Thế Tôn thì thấy là vị này chưa có đủ khả năng, mà vị này cứ thích quá, thích ở trong rừng quá, nhất quyết thì mới bỏ Thế Tôn ở lại, đặt cái bát ở ngoài để Thế Tôn tự giải quyết chuyện. Thế Tôn vị này một mình đi vô rừng, cuối cùng thì cái phiền não nó khiến cho vị này không ở yên trong rừng được, mà vị này phải đi về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói cái bài kệ này, ý của ngài nói đó là thấy chưa, phàm phu á, là vẫn còn phiền não, là sẽ vẫn cái tâm của họ nó sẽ rất là có vấn đề đó. Mà nếu như mà không có theo cái lời dạy của Thế Tôn mà tự ý tự quyết á, thì thế nào cũng xảy ra vấn đề trong quá trình tu tập thôi. Thì nó liên hệ cái ví dụ con cá này như thế nào con cũng chưa hiểu, con không hiểu tới cái con cá rồi cái. Nó giống như á, là mình sống cái kiểu hưởng thụ quen rồi, nhưng mà À đùng một cái mà bắt mình là khổ hạnh rồi kiêng thì khem rồi mình chỉ hỏi. đó rồi rồi ok đó đó thì đó nãy con cũng con nói theo cái hướng đó. Thì nó dễ dụa đúng không? Tức là tu tu đốt giai đoạn á, thưa sư. Tức là mình chưa có đủ lực mà mình vọng tưởng quá, đâm ra là mình bị thất bại hoàn toàn tập đó. Dạ, cảm ơn sư, con hiểu. Dạ, cảm ơn sư, cảm ơn thầy. Rồi, mình sang bài 2.6.4, mình đi tiếp bài 6.4. Bữa mình xong cái đoạn này rồi ha, đoạn kinh chính mình xong rồi ha. Rồi vậy mình chỉ còn có cái đoạn đoạn kinh 10 này thôi. Đúng không? Mọi người coi kỹ lại giúp thầy, mình chỉ còn cái đoạn kinh 10 này thôi đúng không? Đoạn kinh chính là chỉ có tới cái Pajanasi tí thôi, thưa thầy. À, tới xoay đầu thôi đúng không? Dạ, cái slide đầu thôi. Rồi, tới đây đúng không? Rồi, ok. Đã đó cô Hảo dịch rồi. Được chưa? Hảo dịch chưa? Dịch Vậy rồi. là Dạ, vậy vậy là xuống dưới, là xuống trước trước cái tăng á, xuống dưới tăng tăng á này. kinh mang nhà xí. Tăng kinh măng na xí á. Măng nha Rồi. xí, măng nha xí. Dạ. Rồi. Dạ, em có mời sư đọc cái từ xoay này trở xuống ạ.
tăng kinh manh nhá sĩ rầm ma ná san tăng qua ách chất tăng đồ sanh bề san tăng qua ách chất tăng mô hằng bề san tăng qua ách chất tăng ca giá san đồ sanh bề san tăng qua ách chất tăng qua chi san đồ sanh bề san tăng qua ách chất tăng mano san đồ sanh ách thi mê ách chất tăng mano san đồ so tí pa cha na si a san tăng qua ách chất tăng mano san đồ sanh nát thi mê ách chất tăng mano san đồ so tí pa cha na sa pa cha na si tí e quan khô yang khô toàn rầm ma na san tăng qua ách chất tăng mano san đồ sanh ách thi mê ách chất tăng mano san đồ so tí pa cha na si a san tăng qua ách chất tăng mano san đồ sanh nát thi mê ách chất tăng mano san đồ so tí pa cha na si e quan khô rầm ma na san đít thi cô tham mô hồ tí hồ tì tí áp phích cần tăng phô gô ta má áp phích cần tăng phô gô ta má bề u ba sa cần măng rọt phá quần gô ta mô thà rê tú ách cha tắc ghê bà nú bề tăng sa ra nằng gá tăng tí. Rồi, ok, mình hút cho mọi người ha. Phải giống cái đoạn trước mình giải thôi.
Dạ, dịch cái này. Hảo ơi, nó đi đâu? Như mấy cái đoạn này dịch ơi rồi. Hảo nghe hả? Mấy cái đoạn này dịch rồi phải không chị? Chưa. Cái đoạn kinh số 9 này em thấy hình như là thấy quen dịch rồi sao? Chưa có dịch. Vì cái khúc trên á, nó giống giống nhau thôi, nhưng mà cái khúc trên thì dịch rồi, còn cái khúc dưới này chưa nè.
Chưa, còn nửa đoạn bài dưới của 6.4 chưa. Dịch luôn thầy ha. Thưa thầy, thầy mở cái màn hình đoạn số 3 thầy. Cái này đoạn này là đoạn cuối nha thầy. Rồi, đây. Cái đoạn mà Giang khô tăng Brahmana sang tăng Ajitang ra găng á thưa thầy. Cái này không chị? Ở cái đoạn tăng kinh á, đúng rồi. Này Bà La Môn Brahmana, này Bà La Môn nó là hô cấp đó thầy. Tăng kinh man nha xí. Ông nghĩ sao? Sang tăng qua Ajitang đô sang. B sang tăng qua Ajitang mô hằng. Khi sân đang tồn tại bên trong như trên, khi si đang tồn tại bên trong, thì chữ sân tăng mấy cái đó là hiện tại phân từ ách tăng là đô sân ách tăng. Cái này không có là gì tại nó chưa có đến động từ. Ách tăng là trạng từ của đô sân. Như trên sang tăng và ách tăng ca giá sang đô sang. B sang tăng qua ách tăng và trí sang đô sang. Ca giá sang đô sang là phiền não ở thân đang tồn tại bên trong. Khi có phiền não ở thân đang tồn tại bên trong như trên, khi đang có si, phiền não si tồn tại bên trong như trên, sang tăng a và a chất tăng má nốt sang đốt sang. Khi phiền não ở tâm đang tồn tại bên trong, Atime Achatang Manosang Doso Tí Bacchanasi, thì biết rằng khi phiền não ở tâm đang tồn tại bên trong, thì biết rằng phiền não trong tâm đang tồn tại. Có phiền não ở tâm bên trong tôi. Khi phiền não ở tâm không tồn tại bên trong, không đang tồn tại bên trong. Cô kể lại. Chưa được, cô kể lại. Tại Bacchanasi thầy là động từ. Đúng, động từ. Cái động từ nó là động từ chia ngôi số 2 á thầy. Cô thứ 2 số ít á. Đâu ngôi số 3 chứ chị? Ngôi số Bacchanasi mà. Bacchanasi là ngôi số 2 chứ. Ngôi số 2 số ít chứ. Khi nào tí là ngôi số 3 chứ. Thì cái ông này đúng rồi. Cái ông đúng đó, rồi ông nghĩ ông này ông phải nghĩ là không có cái phiền não trong ông biết. Dạ, ông biết ông chứ. Biết ông biết chứ. Ông biết không có phiền não trong dạ. cái mano sang đố sang là trực bổ cách bổ nghĩa cho cái động từ Bacchanasi thầy. Đúng rồi. Bacchanasi. Còn danh băng thì sao? Danh băng thì sao? Văn sang tăng đó là hiện tại phân từ cũng bổ nghĩa cho cái mano sang đô sang. Đúng rồi. Chất tăng cũng vậy luôn nhưng mà nó làm trạng từ.
Vậy thì bây giờ cô dịch như thế nào? Cô phải thể hiện được cái này là rồi dịch đoạn đó thầy ha. Là túc từ trực tiếp của Ba Gia Lan Xí nè. À, cái này trước mình đã nói rồi, thầy có nói cái này rồi. Còn khi mà mình dịch khi có phiền não gì, nó đâu có thể hiện được cái chuyện đó, nó đâu thể hiện được, nó là túc từ của Ba Gia Lan Xí. Khi em biết phiền não trong tâm đang tồn tại bên trong, rằng đó đã dịch rằng đó thầy ha, rằng có sự phiền não, có sự phiền não của tâm, phiền não trong tâm đang bên trong ta, căn đô số này là gì con? Căn đô số này là có phiền não đó thầy, phiền não rồi. À, đi cái mono mô hô đô sô não tâm hả thầy, hay là tâm phiền não thầy? Phiền não tâm, tâm bị ô nhiễm, tâm tâm bị ô nhiễm, tâm bị phiền não, tâm bị ô nhiễm. Tâm tâm ý ô nhiễm, khi tâm ô nhiễm đang tồn tại bên trong, rằng trong khi phiền não tâm, phiền não tâm đang tồn tại bên trong, rằng có phiền não tâm. Không, mình đâu có dịch khi được, mình không có dịch khi được. Tại vì khi mà mình dịch khi á, tự nhiên mình sẽ cảm giác là cái này nó là chủ từ, chứ không phải là thuộc từ trực tiếp. Tức là ông này ông biết luôn á, ông biết rằng bởi vì mới chia cái động từ, cái động từ achasí đó, achanasí đó, đúng rồi. Hồi nãy là ông biết rằng luôn, khẳng định là ông biết rằng luôn, tại vì động từ nó chia ngôi thứ hai luôn rồi Phương nghĩa. Để mình đã khẳng định luôn là ông biết luôn á thầy, không lẽ mình dịch cái khi, nhưng khi nó là chỉ để tạm vô để cho nó có cái đường nối á thầy. Dễ hiểu cái chỗ này nè, cái chỗ này là tâm ý ông ô nhiễm, không, tâm ý ô nhiễm tồn tại bên trong ông, đang tồn tại bên trong thì ông biết rằng tâm ý ô nhiễm không cho dịch đó bên trong. Ông biết thầy nói là rằng chỗ đó chứ thật biết rằng, nhưng mà ở đây tại vì theo mình nó Phương Nghĩa là vì ở đây đã nói rằng là dù nó không có chủ từ nhưng mà động từ khẳng định rồi, pachanasí nè, là ông ta thì kêu dịch chỗ đó là chữ rằng thôi thầy, không cho chỗ đó là biết rằng thầy. Chữ rằng là đúng rồi, nhưng mà cái khúc đầu này cô dịch nè, cái chữ rằng là đúng rồi. Thì cái việc mà ô nhiễm ở cái tâm nó đang tồn tại bên trong, thì biết rằng có tâm ô nhiễm tồn tại trong ta. Dịch như được không thầy? Không, biết rằng tâm ý tồn tại bên trong ông. Nếu mà không có bị ô nhiễm, không có đang tồn tại bên trong thì hả, không biết. Biết luôn, biết rằng tâm ý ô nhiễm không có bên trong tôi. Rằng là không có. Ừ, không, tức là tâm ý ô nhiễm, biết rằng tâm ý ô nhiễm không có bên trong ông. Bên trong ta. Ừ, bên trong tôi, bên trong ta vậy đó. Bên trong tôi. Nhiều khi mình hiểu mà cái diễn đạt bằng lời mình không có suông vậy đó. Cô chỉ cần ghép cái này với cái túc từ trực tiếp thì cô ghép với cái động từ thôi, đâu có gì đâu. Cái đó trước giờ mình đã làm rồi. Yeah. Cô ăn cái gì, ăn cái bánh vậy thôi chứ nó đâu có gì đâu.
thì ghép hồi nãy giờ đó thầy. Cô đừng có thêm cái gì vô, mình có thể làm cái đó lần trước thầy có làm rồi, thầy có ví dụ cho mọi người rồi. Cái cách cô dịch đó thì nó đâu có khác gì cái cấu trúc câu này đâu, là phiền não tâm đang tồn tại bên trong đó, rồi phải ra rồi cái này xuống rồi ông có biết rằng thì nó đâu khác gì với cái cấu trúc này đâu. Yeah. Lúc đó cái này đây là chủ cấp, cái này đây là chủ cấp, này thì ngắt ra thành câu. Thì tâm phiền não đang tồn tại bên trong, thì ông biết rằng là cô xác định đúng cái này là trực vô cấp rồi đúng không, làm túc từ trực tiếp cho cái này thì mình ghép nó với động từ này thôi. Tôi ăn ăn cái gì, ăn bánh. Tôi uống uống gì, uống nước. Thì cái này nó giống như vậy, cô ghép trực tiếp nó vô động từ này. À, dạ dạ rồi anh biết. Ông biết. Ông có biết, đây là câu hỏi, đây là câu hỏi. Ông có biết tâm ô nhiễm đang tồn tại bên trong rằng có tâm ô nhiễm tồn tại bên trong ông. Bên trong tôi hay không? Tôi. Bên trong ta. Bên trong ta. Hay không? Đây là câu hỏi. Và tâm ông có biết là tâm ô nhiễm không tồn tại bên trong, rằng tâm ô nhiễm bên trong không có tâm ô nhiễm bên trong ta không? Đúng rồi. Đó. Trực bốn cấp. Rồi tiếp. Tiếp đoạn, đoạn này đoạn cuối phải không thầy? Đúng rồi. Đoạn cuối. Thưa ngài, đúng vậy. Thưa ngài Vân, thưa ngài Vân, ông có biết không? Thì ở đây xác nhận là con biết. Vân ở đây tức là xác nhận đó, xác nhận là con biết là yes đó, đó là yes. Như vậy này Bà La Môn, khi khi tâm ô nhiễm đang tồn tại bên trong thì ông biết này. Như vậy này Ba La Môn, ông biết tâm ô nhiễm đang tồn tại bên trong rằng tâm ô nhiễm bên có tâm ô nhiễm đang bên trong ta, và tâm ô nhiễm không đang tồn tại bên trong thì biết là không có tâm ô nhiễm bên trong ta. Quả thật vậy, này Bà La Môn, pháp thì hiện tiền. Chưa. Cái cô phải xác định cái chức năng của cái chữ văn này nè. Điều đó. Đó là điều nào rồi, cái quăng ở đây nè. Điều đó là điều nào? Cái việc như vậy, điều như vậy là pháp hiện tiền. Đúng rồi, vậy thì văn nó chỉ cho cái gì con? Văn nó chỉ ở đây, văn nó chỉ. Bộ nghĩa nó chỉ cho cả một cái tăng đến chữ panas bachanasi. Rồi. Thì ở đây cái văn này á, mình có thể mình có thể dịch là cái việc cũng được, hoặc là có thể dịch là khi nào, hoặc là khi, có thể dịch như vậy cũng được.
tại vì nó cũng quá khó dịch đi, nó thay thế, nhưng ở đây thầy cũng không, có cái gì tương đương trong cái quyền dịch. Nếu mà mình dịch cái văn đó thành trở thành là điều đó là được không thưa thầy? Tại nguyên cái điều này nguyên cái nội dung này là pháp hiện tiền. Điều đó là phải hai chấm ra. Vì trong Pali nó người ta không có dùng hai chấm. Cái điều mà từ nãy giờ trình bày đó, nó cái điều đó. Đúng đó. Rồi, điều đúng rồi, cái điều nãy giờ mình trình bày là điều đó văn. Trong tiếng Việt mình là thường là nói là điều đó, mình mô tả cái gì xong là mình kết luận lại là điều đó là pháp hiện tiền, hoặc là đó là pháp hiện thiện tiền. Nhưng mà trong Pali nó xúc tích quá đâm ra khó dịch. Tại vì điều đó là khi mình nói điều đó thôi là hết rồi. Cái điều cô trình bày trên, còn đây là cái văn này nó nói tiếp cho cái loạt ở dưới đây nè. Dạ. Nó mới khó ở chỗ đó. Còn nếu mà nói khó, điều đó khó thì... mà khó diễn đạt. Cái văn này có thể tạm dùng cái chữ khi. Được. Này Bà La Môn, khi ông biết phiền não của tâm đang tồn tại bên trong, rằng có phiền não của tâm đang tồn tại bên trong tôi, và khi ông biết phiền não tâm không tồn tại bên trong, rằng không có phiền não tâm ở bên trong tôi, này Bà La Môn, như vậy pháp thì như vậy pháp là hiện tiền, pháp là gì? Pháp là hiện tiền. À thì tạm linh hoạt thế thôi, chứ nói chung cái trường hợp này cũng rất là khó, hầu như cũng không có cái nào thỏa mãn được. Rồi thì ở dưới đoạn cuối cùng. Dạ. Thật kỳ diệu thay thưa ngài Gotama, thật kỳ diệu thay thưa ngài Gotama như trên. Xin ngài Gotama hãy chấp nhận con cận sự nam. Làm cận sự nam. Con làm cận sự nam. Được đi đến nương nhờ, đã đi đến nương nhờ từ nay trở đi cho đến trọn đời. Đã đi đến nương nhờ từ đây cho đi cho đến trọn đời. Rồi. Đến trọn đời. Rồi. Rồi, ok đoạn này ha. Rồi, mình sang đoạn kinh 10 ha. Giai đoạn 10, đây là đoạn cuối cùng của bài 6.4 đó. Dạ, có mời sư đọc ạ. Anusaccha Pamattaccha Vino Tangha Vatthati Maluva Viya So Palawati Hura Hurang Palamichang Va Vanasmi và naro yang e sa sa ha ti
chăm ni tăng ha lô kê visatika so ka tassa pavat thành tí aphivat thành quá bì ra năng vô chề tăng sa ha ti chăm minh tăng hằng lô kê đu rắc cha dằn sô ca tâm hà pa pa tần tí u đa pin đu qua bốc kha ra. Rồi, mời giải.
Dạ thầy ơi, Hạ Nguyễn dịch đó thầy. Nghĩa ơi, nghĩa phụ nghĩa. Nghĩa phụ nghĩa. Thì cái dịch đi. Ừ thì mình dịch như nghĩa phụ nha. Cái này là ba câu pháp cú luôn á chị ha. Phải không? Ba câu pháp cú. Không biết. Nên ba câu luôn á. Ừ, ba câu mà dịch được câu nào dịch. Chờ hoài hả? Để dịch đại cho thầy sửa đi. Ừ, dịch đại đi cho thầy sửa. Chị Diệp Phương, chị Diệp Phương dịch luôn đi chị Diệp Phương. Diệp Phương đâu rồi không biết. Diệp Phương á, chị đi đâu đó. Tiếp nha, nói chị Tiếp dịch. Chị Tiếp đâu rồi? Chị Tiếp. Nhà này đi nơi hết rồi. Các thầy cũng đi nơi luôn rồi. Ở trong đây á chị Hảo, cái chữ Charino đó là mình làm chủ cách, phải không? Đang nói câu nào, nghĩ đang nói câu nào. Đó, cái câu mà sắp sửa chi dịch đó. Charino. Ừ, đúng rồi. Người sống dễ vui. Ừ. Người sống dễ vui là chủ cách. Người sống dễ vui nè. Khao khát tăng trưởng nè. Sự khao khát tăng trưởng nè. Giống như một loài dây leo. Không, đối với kẻ ấy giống như một loài dây leo. Đối với cái người sống ký sinh giết hại bậc chủ. Rồi sao câu 1 cho. Dạ. À, câu 1 dịch là như thế này thưa thầy. Người sống dễ vui. Người sống dễ vui. À, khao khát tăng trưởng. Thì giống như một loài dây leo. Đâu phải. Cái người sống dễ vui đây là cách gì? Người sống dễ vui này là cách xuất xứ cách đó thầy. Chủ cách chứ. Chủ cách phải. Chứ. Charino. Charino. À nó là dáng một cách. Dáng một cách. Đúng rồi. Manusa. Manusa. Pamat. Đối với người đó đó đối với người sống dễ vui, đúng rồi, đối với người sống dễ vui. Tự khao khát tăng trưởng giống như loài dây leo. Người sống dễ vui đâu chị, đối với người đó đó. Thì đối với người sống dễ vui, cái người sống dễ vui thì cái sự khao khát đối với người đó tăng trưởng giống như loài dây leo. Sống ký sinh giết hại bậc chủ. Đây là giống một cách gì? Cách là chức năng gì? Dán bộ cách như chủ từ. Không, mà nhiều có dán bộ cách như chủ từ nữa. Dán bộ cách chỉ mục đích phải không thầy? Không, nó phải dán bộ cách chỉ đây người cho mà mục đích đi. Có một cách thụ hưởng không thầy? Đúng rồi, dán bộ cách thụ hưởng. Nghĩa dịch câu 2 đi nghĩa rồi chị Diệu Phương dịch câu 3 đi. Mỗi người dịch một câu. Dịch đi, chị nãy giờ chị Diệu Phương chưa dịch. Chị giỏi lắm, chị nhờ Diệu Phương dịch. Diệu Phương dịch đi. Câu thứ 2 mình đang hướng ở chỗ Esa. Esa mình không dịch được. Là người đó, người đó chỉ định đạo danh từ. Người đó.
Chưa, con này chưa dịch mà. Cái câu xô bá láo quá ti hú rá hú răng nè. Hú ra hú răng. À chưa xong, chưa xong. Con mà. Còn. Người đó trôi nổi, người đó trôi nổi trong cõi, trong cảnh giới như là con khỉ trong rừng mong ướt trái cây. Trôi nổi từ từ cõi này sang cõi khác. Dạ, trôi nổi trong cảnh giới. Cõi này cõi khác. Cõi này sang cõi khác như con khỉ trong rừng mong ướt trái cây, luôn mong ướt trái cây. Thì con khỉ trong rừng mong nước trái cây này nó truyền từ cành này sang cành khác. Rồi, đại thứ hai. Bài hai mọi người bị vướng chỗ nào? Vướng chỗ vướng ở chỗ sa thi thầy ạ. Sa thi là không biết là cách thì chưa cha. Sa thi là động từ đó chị. Động từ ở thể gì? Ở quá khứ á, một thứ ba số ít. Y dài cơ mà. Dạ, nó hai cách đó chị. Y dài ngắn. Thì không nghe rõ. Nó có hai cách đó chị, y dài y ngắn luôn á. À, đã thì. Dạ. Cảm ơn. Mùa thứ ba tí thì. Đúng rồi. Chiến thắng. Đây là động từ. Động từ thì gì mọi người? Động từ thì gì? Sao tí là động từ thì gì? Tí là động từ bất định, bất định thứ. Không phải bất định. Trong bản từ vựng thì có ghi cái động từ này mà đâu có, nó đâu có gì. Sa há tí hả thưa thầy? Là động từ hiện tại chủ động mô tả gì này. Số 17 nè. Đúng rồi, từ hiện tại chủ động mô tả sa há tí. Trong đây nó là chữ y dài. Nhưng đây nó là y dài ạ. Vậy chỉ người hả? Dài đơn giản, y dài là do luật thơ. Mình đã gặp những trường hợp Luật thơ. À. Tiếng thắng.
cho chiến thắng cái ái, những cái khao khát tầm thường trên thế gian. Cái câu này có thể là như thế này không thầy, phải không thầy? Người mà vượt qua sự dính mắc tầm thường trong thế gian, nỗi đau khổ tăng trưởng như là một loại cỏ thơm. Người mà vượt qua, người đó là người nào Bali? Esa, chữ Esa đó thầy, cái chữ Esa là cái người 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 ấy, người này, người ấy ngày ngày dân. Esa là người nữ, chỗ đó, dân là người nữ. Người nữ đó, nữ tánh như vậy, người nữ. Cái dân mí là thầy nói nó là cách số ít của thứ ba, là nó phụ thuộc vào tám Esa. Rồi vượt qua dính mắt tầm thường, dính mắt là từ nào cô? Và cái dính mắt là dính mắt hạ liệt đi. Vasatika vậy đó hả? Vasatika. Nếu người ấy vượt qua dính mắt cái này từ dính mắt hả? Dính mắt Vasatika, sự dính mắt vượt qua sự dính mắt. À, vượt qua sự dính mắc gì? Sự dính mắc này nó phải ở cách gì? Thực một cách. Nó là xuất xứ cách. Nó là... Nó vượt qua cái sự dính mắc. Nó là nó tách rời ra khỏi cái sự dính mắc. Thì cái chỗ này là nó là phải xuất xứ cách chứ. Nếu xuất xứ cách thì nó phải là đuôi gì cô? Bây giờ thầy cứ cho là xuất xứ cách nó phải đuôi gì? Chữ tăng ha với chữ visa satika nó đồng cấp với nhau. Nó không, nó là tăng ha với visika đấy, là nó là trụ từ chứ hả? Không phải trụ từ, nó không phải là xuất xứ cách, nó là nữ tánh đó chị. Nó là Vasika này là danh nữ. Danh nữ, nữ tánh á. Tức là nó là trực bộ cách á. Con trực của cách của nữ tánh là nó cũng là à đúng rồi. Trực bộ cách số nhiều á. Cái tăng ha, chữ đi sát, Tika đó, hai cái đó đồng cách đó là trực bộ cách đó. Nhưng mà cái cái chữ văn mí này là thầy. À đúng rồi. Nó là nữ tính, nó là nữ tính thì nó là a dài, nó cũng là trực bộ cách luôn, số nhiều. Đúng rồi. Cái chữ dâm mí á, mí á thầy, nó là tính từ cho cả hai đó luôn hay là một cái tăng ha thưa thầy? Mình nghĩ nó là cả hai chứ. Thường là nó cả hai. Rồi vậy giải quyết nó là cả hai chứ. Nhưng mà còn cái chữ dâm. Bây giờ phải lo chữ trời, chữ văn này cơ. chữ văn này là ám ảnh, ám ảnh. Chữ văn này nó liên hệ với ở dưới. Nó liên hệ với ở dưới. Bây giờ cái người đó đã chiến thắng cái dính mắc thì làm sao mà u sầu nó còn tăng trưởng gì lum la đây. Không, cái nếu mà vượt qua dính mắc này á thì khi mà cái nỗi đau khổ phát triển thì như một loại cỏ thơm, tức là người ta đã vượt qua cái đau khổ tầm thường rồi. Nỗi đau khổ phát triển như một loại cỏ thơm. Cái cỏ thơm này chỉ chẳng qua là cái tên thôi. Ví nó đi, bỏ nó ra đi đã chị, mình dịch cái phần quan trọng chứ. Đấy mà ví von ở trong kinh mà ví von với cỏ là nó mọc nhanh, mọc nhiều như cỏ vậy đó. Những sự đau khổ của người ấy sẽ tăng trưởng.
Mà nếu mà vượt qua thì làm sao mà tăng trưởng, là cái đau khổ mà tăng trưởng là coi lại cái chỗ này. Bắt hình như nó thiếu cái gì. Tăng trưởng rồi. Mọi người nhớ cái dấu hiệu của cái đại từ quan hệ. Cái đại từ quan hệ nó xuất hiện đó, mình đã biết nó có hai cách dùng thì nó chỉ có hai dấu hiệu thôi. Nó là một tính từ, nó một là đại từ, là một không, cái đó bỏ đó qua là... đó là đương nhiên rồi. Bây giờ nói riêng về so với các đại từ với nhau, các loại đại từ với nhau, đại từ quan hệ nó có đặc tính như này. Thứ nhất là nó xuất hiện đơn lẻ một mình thì nó phải nói câu này với câu kia thì... đúng không? Những cái trường hợp đơn lẻ mình, hai là nó xuất hiện hai mình tức là sao, là nó xuất hiện với đại từ nhân xưng chỉ định đó, thì nó là cấu trúc câu tương quan. Vậy là này là nó là do cấu trúc câu tương quan. Đó là cái đầu mối cho mình suy xét, thì mình phải suy xét đây, phải hướng cái cấu trúc câu tương quan á. Cái ông tác xá ở dưới nè. Có tác xá ở dưới luôn nè. Văn như thế là dê ná tách xá. Văn mê xa. Văn e xa nè. Văn e xa ở dưới có tách xá nữa. Có e xa này mà dịch là người á, thì thầy nói với mọi người biết á, là thường cái người á không có dùng là e xa, bởi vì e xa là nữ tính, thường sẽ dùng là e xô. Không có dùng là Esa, tức là muốn nói chỉ định, nói phím nói trọng là người này người nọ người ta, là nó vẫn dùng Eso là nam tính, nó không dùng là Esa nữ tính, không có dùng mọi là... trường hợp đều dùng Eso hết hả thưa thầy, nếu mà dịch là người. Đúng rồi, nếu mà như vậy tổng cộng là sẽ dùng Eso, tức là không có cái người nào cụ thể nói người ta là sẽ dùng Eso hoặc là dùng Eso. Esa đây là tính từ mà thầy. Là tính từ của nghĩa cho chữ tăng ha với là visa. Tăng ha, đúng rồi. Đúng rồi, tăng ha với vasitika. Visatika, visatika. Tham ái. Tầm thường này. Nhưng mà cái văn mí bây giờ mình cho làm chủ cách đi, mình trừ dùng chữ văn mí làm chủ cách đi. Cái tầm thường nào? À, được. Cái người dịch là người phàm nào cũng được. Tầm thường phàm nào mà vượt qua được cái không cũng không được nữa mà ở dưới mà không có người, không có người. Mình chỉ nói là vượt qua được, nhưng mà thầy có một cái quan sát như thế này, thầy chưa có, thầy không đọc tài liệu, thầy chưa có đọc tài liệu nào về Bali nó nói rõ cái vấn đề đó. Cái quan sát của thầy và cái kinh nghiệm ở những cái cổ ngữ khác như Latin với Hy Lạp á, thì những cái đại từ như Esa này thì mình gọi là đại từ nhân xưng chỉ định á, nó sẽ có những cái bối cảnh nó tương đương với lại cái mạo từ, tương đương với mạo giống rồi. Tức là trong trường hợp này là nó là mạo từ. À, nó tương đương với mạo từ đờ ở bên tiếng Anh. Ở từ tăng ha đó, cho cái tăng ha đó. Bali nó không có mạo từ rõ ràng. Latin nó cũng không có mạo từ, Hy Lạp nó cũng không có. Hy Lạp thì có mạo từ, Latin nó không có mạo từ trong nhiều trường hợp.
tiếng Anh cổ nó cũng không có mạo từ, cũng nhiều nhiều trường hợp nó có đại từ nhân xưng chỉ định thì nó sẽ lấy cái đại từ nhân xưng chỉ định nó là cái mạo từ, gọi là lấy không đúng nhưng mà mình thấy rõ như vậy nó tương đương cái mạo từ. Mọi người có biết cái mạo từ nó khác với cái đại từ, nó khác với đại từ nhân xưng chỉ định distinct như thế nào không? Ai giải thích được không? Khác chứ, mấy cái này khác. Khác như thế nào không? Cái chữ the đó mà đi với một danh từ nó khẳng định cho cái danh từ đó đó thầy, còn chữ discuss là nó chỉ rõ hơn. Nó chỉ đích danh. Chữ dis sẽ chữ tách là chị đích danh, chị rõ cái vật đó hoặc là cái người đó luôn, còn chữ the là chị chung thôi, chung nhưng mà nó khẳng định là cái mới là chị the mới là chị đích danh, chị the cũng là chị đích danh. Chữ the cũng chị đích danh. Đúng là nó khẳng định đó chị, nhưng mà nó nhưng mà nó chung chung chứ nó không có chỉ rõ mà một người, tức là không phải chứ là chứ chỉ định, nó chỉ rõ, nó chỉ rõ như là một giống như là một 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 danh từ chung chứ không phải nó chỉ danh từ, nó chỉ chỉ riêng danh từ riêng ví dụ vậy. Nó có chỉ list là chỉ nó làm nó có tiếng Anh nó có cái gì, nó có hai cái mạo từ là the và cái mà chỉ chú nói là mạo từ an đây nè là mới chỉ chung chung, gọi là indefinite pronoun là mạo từ không xác định, còn the là definite, à, xin lỗi the là definite mạo từ xác định. Nhưng mà nó có lặp lại ở trên rồi thì nó cái gì nó lặp lại ở trên rồi thì nó mới dùng chữ này tiếp theo, chứ còn tự nhiên mới vô mà nó dùng đâu có, mới vô đó cũng dùng chữ the được mà. Đúng, mới vô nó cũng dùng chữ the. Còn chữ did, that thì sao? Chữ the này, chữ this, that này là khi mà nó có thể đứng làm một chủ, chủ cách cũng được. Ồ. Mạo từ là article. Cái chữ chữ đờ này không đứng riêng mình được mà chữ chữ this, chữ that này. Chữ this, chữ that có khi đứng trên một mình. Chủ cách được, nó là một đại từ. Rồi đồng ý, mà cái đó không quan trọng, cái đó bỏ qua. Đó bỏ qua. Đích đáp nó đứng riêng là nó làm danh từ thì đờ, không bao giờ làm danh từ thì đúng rồi, mình bỏ qua. Mình chỉ nói khi mà đích đáp nó làm tính từ, ví dụ như this man. Ok, đâu sao? Nhau như thế này là đối với trường hợp this that á, nó chỉ cái gì đó rất là gần, gần ở đây là this that là gọi là chỉ định từ phải không thầy? Đại từ nhân xưng, đại từ chỉ định. Yeah. Chỉ định vừa nào. Cho nó chỉ cái gì đó gần. Gần ở trong cái bối, gần đó là có thể gần về bối cảnh, ví dụ mới vô một câu mình có thể nói my friend. Ừ. À, thì this is my friend nó chỉ cái người kế bên tôi đó, là bạn tôi, và cái bối cảnh nó nằm gần. Hát lỡ đằng kia đi thì cũng hiểu là gần, là that see my car. Thì đằng kia là cái xe của tôi, thì cái xe của tôi nó hơi cấp tôi
cả mấy trăm mét hay cả cây số, điều đó không quan trọng. Mình không có lấy cái nói cái gần ở đây, không có lấy cái khoảng cách địa lý ra so, mà nói cái bối cảnh đó, là nó vẫn nằm đâu đó nó gần. Hai là nó gần ở đây là ngay cái câu trước đó, một hai câu trước đó phải đề cập cái đó rồi thì this is that nó mới xuất hiện được. I see. So mẹ tôi đã thấy một người đàn ông. Thì cái dot này là nó chỉ ngay cái men, ông men này ông phải xuất hiện đằng trước nè. Người thấy ông men này ông phải, tức là nó phải có cái bối cảnh đằng trước thì cái dot, cái dot mới dùng được. Cái bối cảnh đó có khi do rất là hiển nhiên, như hai trường hợp đầu mình gặp là this is my friend, đây là bạn của tôi ở cạnh kia, hay là như ở đây. Ở đây thì nó quá xa xôi hơn, tại cái chuyện tôi thấy cái người đàn ông có thể là hôm qua hôm kia đó, chứ nó không có mà xảy ra như là cái trường hợp mà cái xe của tôi ở đằng kia, người bạn của tôi ở đây. Thì nó phải có một cái câu nó diễn đạt trước đó. I saw a man, that's in my picture, hoặc là that man in my picture, đều được hết. Thì this that nó mới dùng được. Cho nói tới đờ nè, trong cái bối cảnh đó đờ vẫn dùng được. I saw. Đúng không? Dùng domain vẫn được, dùng domain là hiểu liền là cái người đó. Tức là đờ là cái mạo từ xác định, dùng đờ là biết là ai rồi. À. Nhưng mà đờ nó mạnh hơn this that, nên là có những cái đờ nó không cần bối cảnh gần, mà nó mặc nhiên người đọc phải hiểu cái bối cảnh xa, thì như vậy nó phụ thuộc cho người viết. Tức là anh viết cái đó ra, anh phải biết là độc giả anh nằm trong cái nhóm mà đã mặc nhiên có cái kiến thức về cái đó rồi, về cái danh từ mà anh viết rồi, thì nó không cần nói gì dài dòng. Cái đó nó thể không gần, hoặc là nó không cần đề cập một câu gì trước đó. Ví dụ như mới vô đầu đoạn văn, mới vô quất một cái drop box tài giáo hoàng đã chết, à, vô quất một cái một được liền drop box tài giáo hoàng đã chết, là mặc nhiên hiểu là anh hiểu ông giáo hoàng này là ai rồi đó. Có thể là nếu mà đây là một cái tin nghiêm túc là hiểu ông giáo hoàng hiện tại, hoặc đó trong một cái cuốn tiểu thuyết nào đó, thì không hiểu được cụ thể là ông giáo hoàng cụ thể nào mặc mũi như thế nào, nhưng mà hiểu, ít nhất hiểu ông giáo hoàng là một ông mà coi như đứng đầu về bên giáo hội bên đó, tức là một cái nhân vật xác định, ít nhất có những cái yếu tố xác định như vậy. Mặc nhiên hiểu vô một câu là quốc nhị liền. À, vô một câu mà viết là đất bóp tài rồi chập liền, vì không biết ông nào, ông giáo hoàng nào, ông giáo hoàng kia, ông giáo hoàng nào, còn ông giáo hoàng này là ông giáo hoàng nào, qua không hiểu. Tức là vô một câu không có bối cảnh gì hết mà viết this với that là chập, à, là sai, là không hiểu. This với that nó đòi hỏi phải có một câu trước đó nữa, nói về cái danh từ đó, đề cập đến danh từ đó rồi nó mới dùng this rồi đó. Hoặc là trong những cái bối cảnh mà phải rất là rõ, như là cái chuyện ở đây là bạn tôi, kia là chiếc xe của tôi, à, tức là nó chỉ cái gì đó gần gần rồi đó. Còn xa xôi hơn mà nó mặc định là cái kiến thức người đọc phải tự biết á, là phải dùng đờ. À, thì đó là cái nó khác biệt giữa cái mạo từ và cái đại từ chỉ định, nó là như vậy. Cái đại từ chỉ định á, cái đại từ chỉ định mà this that á, thì nó tương đương với cái so sa tăng, rồi e sa e so e tăng của mình nè. À, nhưng mà như thầy nói với mọi người lúc nãy là có những cái bối cảnh á, thì cái e sa này là nó đóng vai trò như là cái mẫu từ xác định đời, như là bối cảnh ở đây. À, mà mình nói là tham ái, mà tham ái sự khao khát, sự dính mắc đó, à, thì không có dính mắc đó rồi dính mắc đây gì hết, mà cái sự tham ái, sự khao khát
mà dùng cái Isa đây là hiểu là cái sự tham ái, sự khao khát mà mình đã hiểu như là giáo lý đã nói, tức là tham ái mà là nguồn gốc của khổ đó. À, tham ái ở trong tập đế đó. Nhưng mà mặc nhiên mình hiểu cái đó rồi, nó đóng cái vai trò như là cái mạo từ đờ, chứ nó không phải là đích đất là tham ái này với tham ái kia, không phải. Rất là nhiều đoạn Pali của mình nó được dùng theo cái hướng đó thì nó ổn hơn. Giống như trong cái câu mà mình lễ Phật cũng vậy, Nam Mô Tát Xá, thì cái Tát Xá nó là mạo từ đờ thì nó ổn hơn, nó hợp lý hơn. À, mình dịch là Đức Thế Tôn đó. Còn Đức Thế Tôn kia nào nữa. Tất nhiên mình biết có nhiều vị Phật, nhưng mà hiện tại giáo pháp của mình hiện tại vô bối cảnh là hiểu ngay là một Đức Phật đó thôi, là Đức Phật Bồ Tát Ma, chứ đâu có bàn tới Đức Phật Ca Sa Bá rồi Đức Phật Con Cu Sanh Thái gì nữa, không chỉ đề cập qua vậy thôi, chứ đâu có bàn gì đến các vị đó bao giờ. Nó cho nên cái Tát Xá ở trong cái câu lễ Phật của mình đó, thì cái vai trò nó giống như cái mạo từ đờ hơn, tức là xác định rõ Đức Phật đó, chính là cái Đức Phật đó đó. Nói lên cái chữ Sa ở đây thì nó giống như mạo từ hơn. Rồi bây giờ còn chữ văn, cái từ văn với Tát Xá thì dễ biết nhé. Văn đây có phải là trực bộ cách không thầy? Rồi đó, trực bộ cách rồi sao nữa? Nó đi với cụm từ Tát Xá ở dưới. Rồi. Bây giờ có thể dịch được rồi. Rồi. Nói vậy cô sửa đi. Tham ái này, sự dính mắc, sự tham ái tầm thường trong thế gian chiến thắng người nào thì đối với người ấy đau khổ sẽ phát triển tăng trưởng như cỏ. Như cỏ phát thơm. Vâng. Đó, mọi người thấy cái nghĩa nó xuôi hơn không? Xuôi hơn mà dễ hiểu hơn rất nhiều đúng không? Vâng. Thầy phân tích thế thì dịch được dễ lắm. Thôi đoạn cuối, đoạn dưới. Ái tầm thường đó khó vượt qua ái trên thế gian, thì những sự đau khổ, những sự ái đó nó sẽ rời khỏi người ấy giống như giọt nước từ nơi hoa sen. Người nào sao cô? Người nào chiến thắng sự khao khát hạ liệt đó khó vượt qua ấy trên thế gian, khó vượt qua trên thế gian, thì sự những sự đau khổ, những sự khát ái đó sẽ rời khỏi người ấy như giọt nước từ nơi. Đúng rồi. Đó, ở trên nó đảo lên đảo xuống, ở trên thì cái sự khao khát nó chiến thắng người ấy, còn dưới thì người ấy chiến thắng cái sự khao khát. Rồi. Rồi, đến đây là xong bài 6.4 ha. Đó. Rồi cũng chúc mừng mọi người ha. Đây, coi như mình đã xong 6 cái bài của giáo trình gốc. Đây là một cửa chặng đường thì như thầy nói là coi như đến đây mọi người đã có cái nền tảng tương đối là rất là tương đối là cơ bản thôi, nhưng mà vững chắc ha, cho cái quý vị đọc kinh điển bằng Bali.
Rồi thì thứ nhất mọi người coi lại coi cần gì hỏi thầy không. Cái thứ hai thầy nghĩ là thôi hôm nay mọi người nghỉ sớm, cho mọi người nghỉ sớm. Thật ra cũng không sớm bao nhiêu đúng không, chỉ có nửa tiếng thôi. Nhưng mình có cái thưởng nhỏ nhỏ, còn phần sau mọi người có muốn học tiếp luôn hay là như thế nào thì báo sớm để thầy biết. Dạ học tiếp luôn đi thầy. Rồi học tiếp luôn ha. Rồi ok. Rồi. Dạ Ngọc Tuyết học thầy ơi. Rồi ok. Ok. Cảm ơn rồi. Thầy. Rồi như vậy tuần tới mình vô bài 7 ha. Đó. Rồi coi như hôm nay nghỉ sớm có cái tự thưởng nho nhỏ vậy thôi ha, cũng hợp lý. Rồi. Đây chào mọi người ha. Dạ chào sư, chào thầy. Dạ kính chào thư sư, kính chào thầy, dạ chào cả lớp ạ. À.